Báo cáo các Hoàng Dương. Ok bạn Dương. Hugo rồi. Hugo rồi. Các bạn Dương lên TV đi. Hugo lên em ơi. Đây, bạn Dương của chúng ta đang công cần dìu một cách rất đau khổ. Nắng bạn. Bây giờ để mình đón coi đầu máy nha. Con này to á, con này chắc. Con này ít lắm mà vào đầu đầu ba. Anh em ơi, ngồi cuốn hổ luôn anh. Chỉ một con cá thôi ngồi cuốn hổ. Cuốn hổ rồi. Không, con này phải làm bự á, bự á. Nặng áo bò. Nặng. Bự á. Trời ơi. Bự bự. To. To to. Trời. Mình quay nhớ nhả bên ra nha bộ. Chấm 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 chép vậy. Đi qua kia luôn, đi qua kia luôn, lội luôn. Đi qua, đi qua, đi qua kia luôn bạn. Ừ, lội luôn đi. Kệ mẹ nó, bào luôn đi. Bào luôn. Trời đâu. Lấy cái vợt qua đây nè. À, nó cái vợt rồi. Vậy thôi, bay xuống ôm nó luôn đi. Ồ. Nhả bên ra được rồi. Cứ nhả bên là được. Mấy thằng 4 rồi bạn ơi. Thằng 4 rồi, 4 rồi. Chép. 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 Wow. Chép. Bạn Dương chúng ta đang rất là mệt các bạn. Ủa rồi cái vợt đó thì vợt cái gì ông nội? Đâu. Mượn cái vợt của mình đi. Mình không có vợt bạn. Trời. Có gì luôn à. Để cho nó mệt đi. Có cần mình hỗ trợ không bạn? Được 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 được. Trời, cái gió giật không nội. Cái giật đéo có giật. Cái giật đéo có mẹ đâu. Có giật mình. Không có giật bạn ơi. Đi con cá không có giật. Để con cá cán luôn. Cái giật. Ô. Để mặt ghê ha, chín không. Ơi đừng nắm dây, đừng nắm dây. Wow ơi. Cái coi hay sao ông nội ơi. Cái coi mà. Này đâu. Oh, hay quá. Hay quá. Giật cá chân. Ôi. Bao cá, bao cá. Hình như con cá coi hay sao đéo phải con cá chép. Qua. Chép. Chép. Bò li. Chép nhân khe cho. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp bạn Dương ơi. Đầu 4 rồi. Dưới chân nè. Ngoài 4 chắc luôn. Con này phải tầm 4 rưỡi đó. Rồi hôm nay mới quay tổng đi. Đây nè, đây nè. Đâu rồi. Các bạn lên TV đi. Rồi, ôm đi để chụp hình cho lên TV nè. Bốn rồi. Quá đã bạn Dương ơi. Có tân trong vỏ. Con này ngoài 4 rồi. Ồ nó có bầu. Tuyệt vời các bạn. Gia giọng với bạn ơi. Này chắc 4 rưỡi. Đẹp chưa bạn ơi. Tuyệt vời.
tuyệt vời. Vàng. Đây ha. Đây ha. Là đáng bù vô chứ. Tuyệt vời. Anh em nấu. Đúng rồi. Quá đẹp. Báo cá chép nữa lên nha anh em. Ok. Ăn bom thái nha mọi người. Chắc tầm 4 kg á. Vô lên bạn. Nó sạch nó dơ quá, để tí rửa sạch sạch đó. Hai anh em mình bu vô. Nhìn nó vô đây, vô đây. Quá đẹp, quá đẹp. Báo cá nha. Quá đẹp. Biệt đội sang hàng. Quá đã các bạn. Đam mê con cá. Đội đam mê con cá đây lên hàng các bạn. Chắc quá đẹp các bạn ơi. Ok. Có đặng không? 5 kg có bạn. 4 mấy gì? Các bạn. Nhưng cái bom thái nè. Con này phải ngoài 4,5 kg. Còn 5 kg bạn. Ừ, ngoài 4,5 kg. Ngoài thử nè, đặng lắm. Trứng hơi không là hết 5 kg. Bom thái săn cả nửa năm nay rồi. Mới trúng. Ngay cái cần mới. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã. Xuống rộng đi. Con này phải tầm 4,5 đến 5 kg, xuống kia luôn. Rồi, rồi. Polybox. Rồi. Đúng. Lụm. Lụm. Bạn dương lên hàng nữa các bạn ơi. Rồi, con này mình đấu đầu 2 nha. Lụm rồi. Để bạn dương hãy từ biên. Ồ, à, đã. Báo cá nữa, báo cá nữa. Ồ, con nặng các bạn ơi. Con nặng à? Tiếp dương trong cân nữa đi. Không có nặng đâu. Nặng con này luôn. Nặng. Quay nhìn có thiếu vậy. Nặng. Dương con cân một kế. Ồ, nặng á. Trời ơi. Cần lấy giật lâu ra nữa không? Chép nữa rồi. Thằng bắp là chỉ có chép thôi. Lại lội lội ra. Lấy cái giật bíp đó đi. Lại lội ra nữa hả? Đúng rồi, lại lội ra nữa. Chép nữa rồi. Chép rồi, đi. Bíp. Các bạn ha. Hay giật. Đó hả? Tiếp tục báo cá cho bạn Dương. Bạn Dương hôm nay một ngày rất là may mắn. Rồi. Cái gì trời? Trùng dây đúng rồi. Dây bạn ơi. Đúng rồi.